Tiếp theo là thị trường một số dịch vụ đồ dùng thịnh hành trong mùa cưới tại thành phố Lào Cai. Ăn hỏi là nghi lễ không thể thiếu trước đám cưới của các cặp đôi, vậy nên việc chuẩn bị đồ lễ rất được quan trọng. Với dịch vụ chọn gói, nhiều gia đình không mất nhiều công chuẩn bị, tùy thuộc vào số lượng lễ, nguyên liệu và độ cầu kỳ trong trang trí. Một bộ cháp ăn hỏi có giá từ 3 đến 10 triệu đồng. Trang trí xe cưới kèm hoa cô dâu có giá từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, Dịch vụ chụp ảnh cưới tại thành phố Lào Cai khá đa dạng về giá. Cụ thể, chụp tại studio có giá từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng. Chụp ngoại cảnh từ 3,5 đến hàng chục triệu đồng. Dịch vụ chọn gói từ ảnh cưới, lễ ăn hỏi đến lễ cưới giá hàng chục triệu đồng. Đồ dùng phòng cưới của các cặp đôi cũng rất phong phú. Tùy thuộc vào thương hiệu và chất lượng sản phẩm, một bộ chăn ga và bốn gối giá từ 5 đến 6 triệu đồng đệm thường giá từ 2 triệu 200 nghìn đồng đến 3 triệu đồng một chiếc. Dòng đệm chống khuẩn bằng bông gấm hoặc nano từ 3 triệu đến 4,5 triệu đồng một chiếc. Đệm cao su lò xo so từ 7 đến 9 triệu đồng một chiếc. Tủ đựng quần áo có giá từ 1 triệu 800 nghìn đồng đến 20 triệu đồng một chiếc. Bàn trang điểm giá từ 1 triệu 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng một chiếc.